Được biết đến là dự án có quy mô khủng lên đến 350 hectare, cùng hàng loạt tiện ích nội khu hiện đại đẳng cấp, không ngừng thu hút nhiều nguồn vốn đến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điều đặc biệt tại dự án còn là địa điểm vàng tại khu Nam Sài Gòn, với trục giao thông quan trọng, đóng vai trò kinh tế chiến lược của khu vực. Dự án được trông đợi Zaigai City Nhà Bè sau 15 năm đã phát triển và có tiến độ ra sao? Quý vị hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi tìm hiểu thêm về thông tin dự án nhé! Tọa lạc tại tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè. Đây là một trong những tuyến đường chính kết nối khu Nam với trung tâm thành phố hiện tại. Trục đường đã được xây dựng và hoàn thành tuyến 4 làn xe nối từ đại lộ Nguyễn Văn Linh đến khu công nghiệp đô thị Cảng Hiệp Phước. Theo kế hoạch, dự kiến trong tương lai, dự án sẽ tiếp tục khởi công lên 6 làn xe, chiều rộng lên đến 60m tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ thì đang triển khai xây dựng hầm chui. Hơn thế nữa, việc quy hoạch các dự án tại khu vực trong thời gian sắp tới như tuyến Metro số 4, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Kênh Tẻ 2, cao tốc Long Thành Bến Lức hay mở rộng đường Lê Văn Lương cũng là một điểm cộng lớn cho vị trí của dự án. Trong bán kính 7km từ Zaigai là hàng loạt dự án bất động sản đã hiện hữu như Dragon Hills, Hoàng Anh, An Tiến hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng với hàng loạt tiện ích như trung tâm thương mại SC VivoCity, Crescent Mall và hệ thống trường học trong nước và quốc tế như trường Nam Sài Gòn, Đinh Thiên Lý, Đại học RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng cùng các bệnh viện tim Tâm Đức, Bắc Việt, công viên đa dạng. Tuy nhiên, một vài điểm trừ đến từ vị trí của dự án là trong bán kính 3km, tuyến Lê Văn Lương kết nối vào dự án chưa được nâng cấp nên dễ xảy ra ngập úng, chiều cường. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lo ngại về hệ thống điện lưới dày đặc tại vị trí dự án. Do vậy, nên hiện chủ đầu tư cũng đang triển khai hạ ngầm toàn bộ hệ thống lưới điện đi qua dự án này. Dự án hiện đang khá nhộn nhịp, tấp nập với đông công nhân và máy móc. Và dần dần, những dãy nhà phố đã mọc lên, cơ sở hạ tầng cũng như là một số con đường nội khu đã được hình thành ở giai đoạn 1 của phân khu. Cùng với đó là hệ thống các tiện ích nội khu như hồ bơi, công viên cây xanh, đường chạy bộ, đáp ứng các nhu cầu về thư giãn, vui chơi giải trí cho cư dân. Giai đoạn 1 được khởi công vào năm 2020 và dự kiến sẽ bàn giao vào năm 2022. Theo ghi nhận vào đầu năm nay, toàn bộ dự án đã được giữ gìn cẩn thận, chia thành nhiều lối với phần cổng vào, có đầy đủ các thông tin về các đơn vị thi công trong công trường. Nhiều công nhân và máy móc được huy động nên dự án cơ bản đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng nội khu, bao gồm hệ thống điện cấp nước, viễn thông, các tuyến đường chính và tuyến bờ kè dọc sông. Cũng từ đây, cây xanh cảnh quan bắt đầu được thêm vào dự án. Tuy là một số trụ điện vẫn chưa được hạ ngầm, nhưng đối với các sản phẩm chính đã đưa vào phần hoàn thiện cơ bản bên ngoài. Các dãy nhà phố đang xây dựng lên tầng 1, một số khu đang được công nhân san lấp mặt bằng. Phần diện tích tại các giai đoạn khác vẫn đang được giữ nguyên hiện trạng với toàn bộ cây xanh đầm lầy như ban đầu. Quý anh chị thân mến, dự án sẽ nhanh chóng được hoàn thiện sớm trong tương lai. Cùng với đó là rất nhiều cơ hội về sinh sống cũng như đầu tư sẽ đến. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi dự án Zaigai Nhà Bè. Kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về dự án. Vì vậy, quý vị đừng quên bấm theo dõi kênh YouTube nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.